Chào các bạn, trong video ngày hôm nay ẩm thực miền quê mình mời các bạn cùng vào bếp để làm món canh xương ngô ngọt nhé. Đây là thành phẩm mình vừa mới làm xong ạ. Các nguyên liệu để làm món ăn này thì mình mời các bạn cùng vào bếp với mình nhé. Với món ăn này thì rất là đơn giản và ngon, tốt cho sức khỏe, giàu chất dinh dưỡng. Đây các bạn, để làm món canh xương khoai canh xương ngô ngọt các bạn nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình xương, mình dùng 500g xương. Các bạn mua xương về thì mình sẽ rửa bằng nước muối loãng trước các bạn nhé, để cho những cái phần huyết này này nó đi nhé. Mình đã ngâm khoảng độ nửa tiếng các bạn ạ, hoặc 1 giờ các bạn ạ nhé. Khi chúng ta mới về thì mình sẽ đem đi mình ngâm luôn nhé. Và bây giờ mình sẽ rửa lại cái phần xương để mình trần qua đi nhé, sau đó mình ninh cho xương nó và thịt nó mềm ngon hả ta. Các bạn chuẩn bị cho mình 2 bắp ngô ngọt, cà rốt mình cho nửa củ nhé, hành, mùi tàu. Các bạn bắc lên bếp cho mình một nồi nước và mình sẽ cho vào đây ít muối ạ, và xương mình sẽ cho vào đây để mình trần qua. Các bạn sẽ thái cho mình cái củ hành này ra nhé, để sau đó mình sẽ cho vào để canh nhé, để cho nó thơm và nó đi cái mùi hôi của xương ạ. Cà rốt các bạn là có thể tỉa hoa cho mình nhé. Hành lá, mùi tàu các bạn sẽ thái nhỏ cho mình nhé. Xương khi đã sôi rồi, bây giờ các bạn sẽ vớt ra cho mình và mình rửa lại phần xương đi nhé. Cái nồi mình rửa sạch rồi, xương mình đã rửa nhé. Cho phần hành vào. Muối. Các bạn cho thêm một cục canh, một ít nước mắm và một chút tiêu. Mình xào cái phần xương này lên ấy để cho nó ngấm gia vị, hoặc là các bạn không cần xào cũng được, vì mình khi mình ninh xương ấy nó sẽ ra nước ấy ạ, để lấy cái nước ngọt ạ. Mình không cho dầu ăn và vì mình muốn lấy cái độ ngọt từ xương để tránh tình trạng bị béo ngấy quá nhá. Rồi các bạn sẽ cho nước vào để mình ninh lên. Mình sẽ ninh khoảng 40 phút đến 1 giờ nhé, để cho phần thịt mềm, xương ra nước ngọt ạ. Mình chuẩn bị 2 bắp ngô ngọt các bạn nhé. Các bạn biết rằng ngô ngọt là một loại ngô mà chúng ta hay dùng để chế biến các món ăn luộc, xào, nấu canh, hay là chúng ta không thể nấu xôi các bạn nhé. Là một trong những loại ngô mà được rất là nhiều người ưa chuộng vì nó chứa nhiều chất dinh dưỡng và các loại vitamin ạ. Ngô ngọt sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe các bạn nhé. Ngô ngọt giàu chất chống oxy hóa thì giúp chúng ta sẽ tăng cường sức đề kháng cho mắt nhé. Và nó lại còn tốt cho những mắt khỏi nguy cơ bị thoái hóa điểm vàng. Bên cạnh đó nó còn giàu beta carotene hay folate ạ. Hai chất này sẽ giúp chúng ta ngăn ngừa các bệnh về mắt, sẽ giúp cho mắt của chúng ta sáng khỏe và tốt hơn. Đấy, khi các bạn mua ngô, các bạn sẽ chọn bông ngô ạ. Nó như thế này, nó không bị teo hạt thì ngô sẽ rất là ngọt nhé. Thứ hai, nó còn có thể tăng cường trí nhớ. Nếu bạn có nguy cơ bị mất trí nhớ thì cách ngăn chặn tốt nhất là chúng ta có thể bổ sung ngô ngọt trong chế độ ăn uống của chúng ta nhé, vì nó giàu thiamin hay là vitamin B1,
có nhiều trong ngô ngọt các bạn ạ. Nó còn ngăn ngừa bệnh về tim mạch, bệnh tim các bạn nhé. Ngô ngọt có hàm lượng folate cao sẽ giúp chúng ta, và nó còn có tác dụng ngăn ngừa và giảm ung thư phổi các bạn nhé. Các nghiên cứu gần đây đã cho thấy ngô ngọt có thể giúp chúng ta ngăn ngừa ung thư phổi, chính vì các hoạt chất là beta có trong ngô ấy sẽ giúp ngăn ngừa được một số loại ung thư, và nó còn chuyển hóa thành vitamin A các bạn nhé. Các bạn sẽ cắt ngô thành từng miếng như thế này cho mình nha. Giúp xương của chúng ta chắc khỏe hơn khi hệ thống miễn dịch của chúng ta tốt ấy, thì sẽ phòng chống được một số loại bệnh. Ngoài ra đối với bệnh nhân thiếu máu thì ngô là một trong những thực phẩm giúp chúng ta ngừa thiếu máu rất là tốt nhé. Nó chứa các chất sẽ giúp mà tình trạng là tăng cho khả năng tái tạo máu thay tế bào. Nó còn giảm mức độ cholesterol các bạn nhé. Cholesterol xấu sẽ được giảm đi và sẽ cho tái tạo mức cholesterol tốt cho cơ thể ạ. Mình ninh cái phần xương được 30 phút rồi các bạn nhé. Bây giờ các bạn sẽ cho mình phần ngô vào, cà rốt vào. Chỉ cần độ 10 phút là ngô và cà rốt sẽ chín thôi ạ. Mình nêm nếm xem gia vị đã vừa chưa nhé, với khẩu vị gia đình nhà mình các bạn nhé. Ngô nó rất là ngọt ạ. Như thế này là đã vừa rồi ạ. Các bạn tắt bếp đi cho mình và mình sẽ cho phần hành mùi vào. Hành mùi này thì mình tắt bếp cái là nó đã chín ngay rồi. Bây giờ mình sẽ đem ra bát nhé. Thế các bạn, bây giờ mình sẽ múc phần canh xương này ra nhé. Rất là ngon, nhiều lúc chúng ta không muốn ăn cái ấy thì chúng ta có thể nấu với canh ngô ngọt như thế này ạ. Mà ai cũng thích ăn mà lại tốt cho sức khỏe khi các bạn ăn ngô ngọt nhé. Thì mình vừa nói ở trên xong. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video mới nhất của mình với những món ăn đơn giản mà lại ngon, tốt cho sức khỏe nhé. Và những món ăn như thế này thì các bạn không lo gì bị tăng cân hay là béo phì quá nhé. Vì mình kết hợp giữa rau củ quả rất là hợp lý ạ. Chúc các bạn ngon miệng ạ.